chiều nay anh em mình chiều nay anh em mình ăn cơm với cá thù kho me. Hi, chào mọi người đến với kênh của mình nha. Là anh Lăng ông câu cá đổng quá trời ăn nè, là mình quay lại cho anh em xem. Anh em mình câu cá đổng bằng cục chì với hai lưỡi câu thôi, rồi móc mực vô là câu à. Hai câu nãy giờ anh câu một cái câu đôi không à. Rồi để mình quay lại cho anh em xem nè. Đây gió quá. À. Anh em với tụi Lăng câu con cá gì quá trời bự rồi. Hai chứ không phải một con. Hai cá đổng hay. Hai con cá đổng. Câu phải cầu đôi vậy thôi chứ. Vô. Hai con nữa rồi. Hay quá. Ra được 6 con. Không câu qua được 6 con, nãy giờ mình tính đi tắm. 2 4 6 con. Câu nào đó không ta? Một em. Rồi câu đi, câu đi bằng có chuồng ơi. Chuồng gì? Cái chuồng làm gì? Cái đống này, cái đống đó. Đây mới bắt mực luôn tối bắt. Chúc mừng cách tới đây. Đó, chỗ đi đó. Má nói về câu thì kéo lại ghét. Một em. Dài dài mà. Sảy luôn. Sảy trên tới trên bờ rồi. Cơm với cá thù kho me. Ngon quá. Cá này hồi nãy anh em mình câu mà chỉ chấm con mà quá ngon luôn. Rồi anh em chia đây đi. Chiêu ơi. Em quay video nha anh em ơi. Ai chưa? Còn ai? Ăn cơm thôi, chứ để mình quay ngồi mình hết đồ ăn ạ. À. Mình rửa chén luôn. Thank you.
Rồi ok. Mấy cái dân hướng mình cách tái cho bà nội ơi. Cái này quần không quên. Cách đó đó. Trời ơi. Ê, có giống không? Đỡ cả người đâu mà. Sao không có gì đó. Cái không thấy gõ gì đâu. Cười ghê quên, vậy không? Ê. Cười ghê là không có lắm. Dám rồi. Nếu mà nó không có đồ đèo, cái có cái em ăn nhục luôn. Để phong à. Giờ sống không là dám vô ăn cơm đâu. Tại sao? Ừ, dám vô cái bia ăn cơm đâu. Cái bữa đó hả? Sống, không quýnh dữ lắm mà. Tại chị em. Tại chị em. Chiều sao không vô cái bia nữa. Ừ, không có một cái bia làm gì. Đứng lại. Ăn cơm xong rồi, ổng ngồi nè em không? Sống quýnh lửa, nghe em ngồi ăn luôn. Người gấp chưa, chú mới chưa ngủ ra sao nó ăn cơm ngoài luôn à. Chưa 10 giờ 11 giờ mới chưa ngủ. Tự nhiên ngồi. Mấy cái nhờ dọa đầu nhìn. Má, cái đầu sống như chó. Tao nghi nghi, tao dọa, tao lấy ra tao gờ lên thì nó chửi lưỡi. Dạ no mà. Giờ nó có bụng nữ luôn ngủ, nhưng bụng nó bụng mạnh chết. Mọi cái bé mà ăn chứ tao phải ăn chứ là đổi một bữa. Chắc ăn cơm đúng không? Lên đây, cơm chắc. Thôi, sắc xuống nữa. Rồi, đầu ăn ngon lắm bữa này. Nó cũng ngon cả luôn. Đâu ăn cái đầu vậy? Ngon lắm. Còn thiếu à, con. Cá ăn xương mới ngon nha, thịt không thấm xì. À, bữa cơm chiều nay của anh em rất là ngon luôn, ăn với cá thu với cá đổng chiên chiên xù. Mọi người nếu mà yêu mến anh em mình hãy nhớ đăng ký kênh, like video để ủng hộ anh em mình nha. Có động lực quay video cho anh em đem về và bỏ cho anh em xem.